Biết ai bán xe khác như thế nào, mình chỉ bán xe Việt Nam thôi. Lợi ích nhưng mà bù lại là khách hàng ủng hộ rất là nhiều, lý do mình lợi ích. Đó. Thì bữa nay thì được rất là mừng từ khách hàng ở nhiều nơi đến ủng hộ Mr. Tin rất là nhiều ha. Thì đôi lúc mà mình ăn ít chút xíu nhưng mà mình được lòng khách hàng. Thế thôi. Ok, thành quả bán xe ngày hôm nay có một cục ba lớn vậy à. Người ta nói là ăn ăn mỏng ăn ít mà được nhiều, còn hơn ăn dày quá không được nhiều đâu nha. Ok, bữa nay có một cục về, cứ ngày một cục vậy đó. Ok ha. Đấy, giờ này là đã gần 6 giờ mà khách vẫn còn đông như thế này. Bởi bán xe cứ ăn mỏng chút xíu mà người ta thương, còn hơn bán mấy cái loại mà ăn dày quá người ta ghét lắm nha. Ok, 2 tháng 9 sắp tới rồi, chị em anh em có mua AB Ly ở Tháp Lớn hay không và cả ở Tháp Mon? Mr. Tên sẽ báo giá cho chị em và anh em ngày 2 tháng 9 để mình mua xe nha. AB 160 59 rưỡi, đặc biệt tiêu chuẩn 58 rưỡi, 125 tiêu chuẩn là 43.8, đặc biệt thì là 45.3. Ly đặc biệt, ly tiêu chuẩn 45 rưỡi cho tới 49 rưỡi. SH 125 ABS 188, CBS là 81. SH 150 CBS là 101, ABS là 118. SH Mo thì từ 69 cho tới 77.6 tùy theo bảng. Giá xe Mr. Tin báo đã bao gồm thuế VAT. Anh em nhấn vào đây có số điện thoại để Mr. Tin ha. Anh em cần thì cứ cọc một vít thôi. Mr. Tin sẽ giữ giá này cho anh em tới 4 tới tháng 9. Thì tới 4 tới tháng 9 ha. Nếu giá xe lên thì Mr. Tin vẫn giữ giá này, giá xe xuống Mr. Tin sẽ xuống giá cho anh em nha. Đây là một món quà mà Mr. Tin tặng cho tất cả anh chị em đã follow kênh Mr. Tin. Ok, nếu thấy nhớ follow chia sẻ nha. Ok, hôm nay Mr. Tin sẽ báo giá cho chị em mua xe Vision để ăn lễ 2 tháng 9 nha. Cùng xem. Vision tiêu chuẩn 35, Vision đặc biệt là 37.8, Vision cao cấp là 36.8, Vision cá tính là 38.8. Giá Mr. Tin báo đã bao gồm VAT nha. Nếu chị em mua thì được tặng một công tắc đèn kèm theo một cái tẩu sạc điện thoại. Ok nha. Nhấn vào đây, có số điện thoại Mr. Tin liên hệ để đặt cọc một dít. Thì tới ngày 4 tây tháng 9 ha, Mr. Tin sẽ giữ giá cho chị em. Giá nãy giờ báo tới ngày 4 tây tháng 9 nha. Giá xe lên thì Mr. Tin vẫn giữ nguyên giá này. Giá xe xuống, Mr. Tin sẽ xuống giá cho chị em. Đây là phần quà mà Mr. Tin tặng cho chị em nha. Nếu thấy hay nhớ follow, chia sẻ. Rồi, anh em lễ 1, 2, 3, 4 tháng 9 có mua xe hay không? Nếu có, Mr. Tin sẽ cho anh em giá voucher để ngày đó mua nha. Bánh mâm là 34 triệu rưỡi đã bao gồm VAT. Bánh căm là 33 triệu đã bao gồm VAT. Tặng 1 baga miễn phí. Nếu mà 1, 2, 3, 4 tây tháng 9 anh em mua xe voucher, anh em nhấn vào đây có số điện thoại Mr. Tin liên hệ ha. Thì anh em có thể đặt cọc một dít. Thì Mr. Tin sẽ giữ giá xe này cho tới hết ngày 4 tháng 9 cho anh em. Nếu giá xe thị trường lên thì Mr. Tin vẫn giữ giá. Giá xe thị trường xuống, Mr. Tin sẽ xuống giá cho anh em nha. Đây là một quà tặng riêng dành cho anh em để mua voucher tại Mr. Tin. Đây là quà tặng lễ tri ân ha. Ok, nếu thấy hay nhớ follow chia sẻ nha. Hôm nay là chủ nhật, bán xe rất là nhiều. Ok nha. Thì hôm nay Mr. Tin sẽ báo giá xe Winner X cho anh em mua ngày lễ 1, 2, 3, 4 tháng 9. Phù hợp với comment này luôn nha. Nếu anh em hộ khẩu ngoài tỉnh Long An, tháng đẻ thông thường là 37 dít, tháng ABS là 42 dít. Nếu anh em hộ khẩu trong tỉnh Long An mà không thuộc huyện Châu Thành và huyện Tân Trụ thì tháng đẻ thông thường là 35 dít, tháng ABS là 40 dít. Nếu anh em hộ khẩu ở huyện Tân Trụ và huyện Châu Thành, tháng đẻ thông thường thì là 34 dít, tháng ABS là 38 dít đã bao gồm VAT. Mua xe được tặng một điện thoại Samsung A13 hoặc một loa Bluetooth kèm theo một nón full face. Anh em mua Winner X vào lễ 1, 2, 3, 4 tháng 9 nha. Anh em liên hệ vào đây có số điện thoại Mr. Tin. Anh em liên hệ đặt cọc một dít thì Mr. Tin sẽ giữ giá xe này cho anh em đến hết 4 ngày tháng 9. Nếu giá xe lên thì Mr. Tin vẫn giữ giá này. Giá xe xuống Mr. Tin sẽ xuống cho anh em. Nếu thấy hay nhớ follow chia sẻ.